một vùng thiên nhiên nguyên sơ. Vậy mà lại là một mảnh đất đã được con người canh tác nhiều thế kỷ. Đỉnh của dãy núi này cao hơn 2.000 mét. Khi màn sương hạ xuống, nơi đây nhìn như một thế giới khác. Những dãy núi chập trùng tưởng chừng như vô tận này thuộc về nước Áo. Một nơi chứa đựng đầy những bí mật của tự nhiên mà các sinh vật hoang dã chia sẻ với nhau. Hàng triệu năm lịch sử đã biến nơi đây thành một miền đất cổ xưa, nơi mà những đỉnh núi xanh dường như treo giữa thiên đường và mặt đất. Trước hôm nay chỉ vài ngày, mùa đông còn đang bao phủ dãy núi nóc. Nhưng giờ trời đã quang và băng thì đang chảy. Nhiệt độ tăng lên, những dòng suối băng đầu tiên bắt đầu chảy và sự sống cũng rục rịch trồi lên trên dãy núi nóc. 6 tháng qua, những con sóc đã ngủ đông trong những chiếc ổ dưới mặt đất. Bằng cách làm chậm nhịp tim và nhịp thở, hạ nhiệt cơ thể xuống 10 độ, chúng sống sót chỉ nhờ mỡ cơ thể tích trữ được. Thật sự là một phép màu của tạo hóa khi mỗi năm các loài sinh vật lại tỉnh giấc đúng lúc sau giấc ngủ đông dài. Cũng chẳng có gì bất ngờ, chúng đều rất đói. Một sự hỗn loạn. Hàng trăm con ếch cũng tỉnh lại sau kỳ ngủ đông. Hoạt động của chúng thu hút loài đại bàng vàng. Những con sóc nhanh chóng trốn thoát. Nhưng kẻ thiên địch này không phải lúc nào cũng đuổi theo chúng. Hàng ngàn con ếch tìm đến những vũng nước là những con mồi dễ săn hơn nhiều. Đúng là một bữa tiệc di động. Những con đến được với nước ngay lập tức bù đắp lại những sinh mạng đã mất đi. Một con ếch cái có thể tạo ra tới 2.000 quả trứng. Cuộc tìm bạn tình hỗn loạn diễn ra chỉ vài ngày và rồi chúng lại biến mất. Nhiệt độ tăng dần, cùng với đó là những âm thanh ngày một rõ nét của mùa xuân. Đất hòa cùng với nước băng chảy xuống những thung lũng. Ở vùng thấp hơn thì mùa xuân đã tới sớm hơn. Những con quạ con đã nở ra từ 3 tuần trước. Giờ chúng cần nguồn thức ăn có lượng đạm cao. Với đôi mắt sắc bén của loài săn mồi đầy kinh nghiệm, chúng tìm được xác của một con vật đã chết trong mùa đông. Quạ là loài chim rất thông minh, chúng có thể tìm và ăn gần như mọi thứ. Hôm nay thì tự nhiên đã để dành cho chúng một bữa đại tiệc. Trước khi những con non có thể làm theo chúng, thì chúng sẽ phải làm việc chăm chỉ
và cho con ăn hàng ngàn lần. Trong rừng thì mùa đông đã là một ký ức xa xôi. Những con non ở khắp nơi đang bận bịu khám phá thế giới xung quanh. Những con bố mẹ thì chăm chỉ đi kiếm ăn. Trong rừng giờ đã gần tới mùa hè, nhưng trên đỉnh núi cách đó 2.500 mét thì vẫn còn đang đông cứng. Cuối cùng thì đến tháng 5, tuyết cũng tan đi và màu sắc sống động của tự nhiên tô điểm tới cả những đỉnh núi cao nhất. Những loại hoa trên dạng núi nóc tạo ra phấn hoa ngào ngạt và mật ngọt để hấp dẫn côn trùng. Những bông đầu tiên nở ra trong những nơi được che chắn và có những đốm nắng, nhưng dần dần chúng cũng lan ra khắp mọi nơi. Thời điểm này là lúc loài sóc trở thành vua của những sườn cỏ. Chúng đang bận bù đắp cho lượng mỡ đã mất đi và trải chuốt cho nhau. Vào lúc ngủ đông, bộ lông của chúng bị bám đầy những loài ký sinh trùng. Giờ là lúc phải làm thật sạch. Những con non hơn thì chơi trò đấu vật để kiểm tra sức mạnh. Giống như những môn thể thao của loài người, mục tiêu của chúng cũng là đẩy ngã đối thủ. Nhưng luật thì không chặt chẽ đến thế. Sóc không bị loại nếu cắn được đối thủ. Băng tan đã tạo ra một lượng lớn những ao và vũng nước, chính xác là điều mà những con sa rông đang chờ đợi. Những con non này chỉ dài khoảng 10 cm. Chúng đã phải rất cố gắng mới vượt qua được cánh đồng tuyết. Nhưng một khi đã chạm được vào nước, chúng được thoải mái trong môi trường của mình và di chuyển rất linh hoạt, dễ dàng. Tất cả những con sa sông tỉnh lại sau kỳ ngủ đông gần như cùng một lúc. Và rồi sẽ tới một mùa giao phối ngắn nhưng rất điên cuồng. Những con đực có màu sắc sặc sỡ để phục vụ cho những điệu nhảy tìm bạn. Còn những con cái thì chỉ có màu nâu. Mỗi cuộc tán tỉnh bao gồm có cụng nhẹ đầu con cái và gật gật đầu. Sau đó con đực táo bạo hơn. Để gây ấn tượng hơn với con cái, nó quẫy mạnh đuôi. Những con đực dành quá nhiều thời gian để gây ấn tượng phải cẩn thận, không để lỡ mất giây phút quan trọng nhất. Những con sa sông khác đang sẵn sàng cướp mất cơ hội giao phối của chúng. Sa sông cái rất khó tính với việc sinh nở. Chúng đẻ từng quả trứng một vào một nhành cỏ được gập một cách đặc biệt.
Mỗi con cái sẽ bọc cẩn thận hơn 250 quả trứng theo cách này. Quá trình này đòi hỏi thời gian, năng lượng và sự cân bằng tuyệt đối. Con nấu trùng sẽ nở sau 2 đến 4 tuần, tùy theo nhiệt độ môi trường. Mỗi sáng sớm, một quầng sáng diệu kỳ lại bao trùm ngọn núi nóc. Nếu bạn may mắn và gió thổi đúng hướng, bạn có thể được gặp nai đỏ bỗng nhiên xuất hiện một cách yên lặng, cứ như thể nó bước ra từ không khí vậy. Nai có khiếu giác rất nhạy và thích đi ngược chiều gió. Chúng có thể phát hiện ra mùi của con người từ cách xa hàng trăm mét. Ngày nay, con người lại là kẻ thù lớn nhất của chúng. Nhưng người thợ săn cũng đem lại cho chúng cuộc sống tốt đẹp bằng cách tạo ra môi trường tự nhiên hoàn hảo cho chúng. Chăn thả gia súc giúp kiểm soát lượng cây và bờ bụi. Qua thời gian, rừng rậm trở thành cánh đồng phong phú. Nhưng loài nai luôn cảnh giác và nghe ngóng những tiếng kêu cảnh báo của các loài động vật khác. Lần này, tiếng kêu của sóc báo hiệu sự xuất hiện của một kẻ thâm nhập vô hại. Không phải là mối đe dọa với nai, nhưng sẽ hơi nguy hiểm hơn nếu là một con chim đa đa. Con trồn đã bắt được mùi của chim và đang lần theo đầy hứng thú. Kẻ săn mồi đang dần tiếp cận được mục tiêu và tiến lại gần. Cuối cùng, nó cũng nhìn thấy con chim. Nhưng bỗng nhiên, nó lại rẽ ngang vì bị thu hút bởi con mồi dễ ăn hơn. Dada sẽ sống được thêm ngày nữa, không giống như con chuột. Khi bông tuyết cuối cùng biến mất khỏi đỉnh núi, thiên nhiên hoang dã phải chia sẻ chỗ ở với những loài vật nuôi. Những vị khách này tới lần lượt, chúng ầm ĩ và không tôn trọng gì mô đất của con sóc. Điều này làm những vị chủ nhà khó chịu, nhưng chúng bị áp đảo và bắt đầu rút quân một cách đầy sáng suốt, ít nhất là hiện tại. Còn có cả những vị khách du lịch nữa. Mùa hè đã kéo tới đây nhiều du khách đầy hào hứng, dặng núi nóc dễ trèo và cảnh quan thì đẹp đến nín thở. Mỗi năm, quang cảnh tuyệt vời này đã thu hút rất nhiều du khách. Và một điều phi thường đang diễn ra gần đó. Khuất ngay sau tảng đá, chúng tới từ mọi phía.
với cùng một mục đích: chứng tỏ sức mạnh phi thường trước những con đực khác trong một cuộc chiến tập thể truyền thống. Có tới 30 con rắn đủ màu với đủ họa tiết tập trung một chỗ, nơi mà thường ngày chẳng có con rắn nào. Giống như những con sóc con chơi đấu vật, những con rắn cố đẩy nhau xuống đất. Thường những con đực to khỏe hơn là kẻ chiến thắng. Nếu ngang sức, trận chiến có thể kéo dài. Trong khi đó, những con cái sẽ trú về một nơi yên tĩnh hơn. Con đực chiến thắng sẽ lần theo dấu vết của nó. Nó lượn vòng và tán tỉnh con cái. Một cách nhẹ nhàng, nó gây chú ý bằng cách cụng đầu vào lưng con cái. Hành vi của con đực làm cho con cái cảm thấy hào hứng. Cuộc tán tỉnh có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Tính kiên nhẫn thực sự là một đức tính trong thế giới của loài rắn. Khi con cái sẵn sàng, chúng sẽ giao phối và con cái sẽ có thể bắt đầu tạo ra một thế hệ mới. Con cái đang mang thai nhanh chóng biến mất. Những con quạ lượn khắp vùng núi nóc tìm kiếm thức ăn. Chúng có kiến thức đặc thù về nơi có thể tìm thấy xác và nơi những con non có thể được sinh ra. Loài chim thông minh này không bao giờ đến muộn bữa tối. Dù là xác con non mới sinh hay đã chết, đều là một bữa ăn ngon. May mắn là con nai này khỏe mạnh. Nhưng bà mẹ của nai con cần phải cảnh giác. Tuy nhiên, chúng cũng có sự trợ giúp. Chúng nghe ngóng kỹ tiếng của loài bổ hạt đốm. Thợ săn gọi loài chim này là kẻ phản bội. Nếu một kẻ lạ xâm nhập địa bàn của nó sẽ ngay lập tức kêu một tiếng cảnh báo để báo động các loài vật khác. Con quạ này quyết định bỏ qua. Những con ở đây đều khỏe mạnh. Con nai cái về rừng để đẻ. Chỉ khi nào con nai con đủ khỏe, chúng mới đưa con đến vùng cao hơn. Rừng rậm ở dọc núi nóc là những nơi yên bình, đầy bí ẩn và những loài sinh vật giấu mặt. Rêu mọc trên nền rừng. Địa y treo trên cành cây như tấm rèm. Từ tháng 3 đến tháng 6, khu rừng thần tiên này trở thành sân khấu của một ca sĩ cực ấn tượng. Loài chim độc đáo nhất vùng. Gà rừng phương Tây.
con đực thể hiện những tư thế ấn tượng và hát một bài hát kỳ lạ. Bài biểu diễn đầy phô trương này đã thu hút một con sói non. Bởi suốt cả năm, gà rừng thường trốn trên những ngọn cây và rất hiếm thấy. Capercaillie sống trong những khu rừng thông già có bụi rậm thưa và chúng thích kiến núi. Kiến được chúng khuyến khích bò lên lông bởi kiến tạo ra axit formic chống lại ký sinh trùng. Nhờ thế, con gà rừng khỏe mạnh. Con cáo non đang rất hào hứng bởi mùi thức ăn. Con gà nặng hơn 4,5 kg. Một bữa ăn no nê. Đây liệu có phải bài biểu diễn cuối cùng của nó không? Nó thấy con cáo vừa kịp lúc và dũng cảm bảo vệ lãnh thổ. Con cáo đã chịu thua. Vào mùa giao phối, con gà rừng đực tạo ra lượng hormone testosterone cao hơn bình thường 100 lần. Điều đó khiến chúng rất hung hăng và liều lĩnh. Những đám mây tô điểm cho cảnh mặt trời lặn trên dặng núi nóc làm khung cảnh thật hùng vĩ. Màn đêm buông xuống, những con nai cũng tìm chỗ trú ẩn. Những con sóc và tiếng chim cũng dần lặng im. Giờ là thời điểm của các loài sinh vật sống về đêm. Lũ chuột đồng ra ngoài tìm thức ăn. Vào mùa hè, những loại trái cây rơi đầy mặt đất trong rừng. Hầu như cả năm, chuột đồng đều hoạt động vào ban ngày. Nhưng đến mùa hè, để tránh một số kẻ địch, chúng hoạt động nhiều hơn vào ban đêm. Nhưng có một kẻ săn mồi rất đáng sợ, rất khó để có thể trốn tránh. Những con chuột nhỏ hơn chạy khắp nơi, trốn trong những bụi cây trên nền rừng. Những con chim cú có thính giác rất nhạy bén và đôi mắt tinh tường để nhìn trong đêm. Cuối cùng thì con chuột cũng cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Đã quá muộn cho nó.
nhưng những con còn lại sẽ được sống tiếp thêm một ngày nữa. Những con nai con cũng đối mặt với một thử thách mới. Bầy nai cái đang đưa chúng đến đồng cỏ để ăn. Chúng đang đến khu vực núi Hoẵng, một cánh đồng đã được nai và hoẵng gặm cỏ trong nhiều thế hệ. Những con heo đực thì mặc kệ những kẻ mới đến. Chúng chỉ quan tâm đến con cái vào mùa thu, mùa giao phối. Một đỉnh núi lại tiếp một đỉnh núi. Những ngọn núi phi thường này thậm chí còn lâu đời hơn dãy Alper. Chúng được hình thành phía dưới bề mặt trái đất cách đây 300 triệu năm, khi đá và bùn vẫn còn ở dạng tinh thể. Sau này, những cuộc va đập lục địa
đã đưa chúng lên mặt đất, biến chúng trở thành địa hình mềm mại đến diệu kỳ nằm giữa dãy Alper. Nhưng một vài chỗ vân đá đã có sự thay đổi. Những vách núi đá vôi và đá Dolomite mỏng cắt ngang qua các đường cong mềm mại. Ở ngọn Isentaho này, chúng xuyên qua tảng đá cổ đại, chia núi nóc thành hai mảnh. Những vách núi dốc hiểm trở rất phổ biến ở cảnh quan Alpine, nhưng tại dãy Alper thì nhìn chúng dường như lạc lõng. Vòng đá vôi kỳ lạ cắt từ bắc tới nam. Gia súc ở dạng núi nóc, một quang cảnh xanh mượt vào mùa hè, nhưng những viên đá sắc nhọn rất nguy hiểm cho đôi chân của chúng. Những con vật đi lại rất cẩn thận trong lúc đi dọc bề mặt dốc của Zundervan. Ai cũng thở phào khi phần này của quãng đường sắp kết thúc. Những kẻ leo trèo nhanh nhạy lại thích những tảng đá này vì có rất nhiều chỗ trú ẩn cho chuột, món ăn ưa thích của loài chồn. Suốt 400 năm, đá lấy từ dãy núi nóc đã được dùng làm liệu pháp thiên nhiên. Đốt nóng loại đá này để làm sôi nước lạnh sẽ tạo ra một loại khí được cho là tốt cho xương khớp. Khu tắm hơi Con Bát này được đồn đại là lâu đời nhất nước Áo. Vào đầu mùa hè, những sườn núi xanh thay màu trong vài tuần. Khi hoa nở, ngọn núi khoác áo màu đỏ sống động. Những bụi hoa này phát triển trên nền của khu rừng cổ đại, một minh chứng sống cho việc canh tác suốt hàng thế kỷ. Việc khai thác gỗ và chăn thả gia súc đã tạo ra cảnh quan độc đáo cho nhiều loài cây quý hiếm phát triển. Một trong số đó là cây nữ lang hoa, từng được dùng làm nước hoa trong những căn nhà Hồi giáo. Nó cực kỳ phổ biến và vô vàn cây đã bị đào lên. Ngày nay, nó được bảo vệ và việc sưu tập rễ loài cây này bị hạn chế. Thiên nhiên vẫn tiếp tục được sử dụng, nhưng không còn bị khai thác quá mức. Trong nhiều thập kỷ, người ta có truyền thống cắt và hong cành cây thanh lương trà. Đây là nguồn thức ăn của cừu vào những tháng mùa đông dài đằng đẵng. Thứ quả mọng thơm ngon của loại cây này đã được thu hoạch để làm rượu. Ngọn núi cũng đã cung cấp rất nhiều nước. Chỉ cách vài thập kỷ thôi, mỗi trang trại ở đây đều có cối xay nước. Ngày nay thì chỉ còn lại một vài chiếc vẫn còn hoạt động. Những con sóc chuột giờ vẫn tận dụng thức ăn và chỗ trú ẩn bên cạnh những chiếc cối xay. Thiên nhiên và nông nghiệp sát cánh bên nhau đã giúp nhiều loài động vật phát triển ở dãy núi nóc này. Năm 1980, hơn 90% người dân Carinthia đã bỏ phiếu để bảo tồn nơi này.
động vật và thiên nhiên hoang dã tuyệt vời tại dãy Alper hiện đang được bảo vệ trong một khu bảo tồn sinh quyển độc đáo. Vào những ngày trời ấm, hàng tá những con chuồn chuồn bay lượn trên những mặt ao hồ. Chuồn chuồn có thể đập các cánh riêng rẽ với nhau, cho phép chúng thay đổi hướng đột ngột, thậm chí đứng yên giống như trực thăng vậy. Ấu trùng của chúng có thể sống dưới nước tới 5 năm, nhưng vòng đời trưởng thành thì chỉ kéo dài trong vài tuần. Mùa hè trên dãy Alper rất ngắn ngủi và ánh sáng nhẹ nhàng báo hiệu sự kết thúc của nó. Bây giờ là thời gian để cắt cỏ khô ở những đồng cỏ dốc. Ngày nay, việc này thực hiện để giúp duy trì sự đa dạng của thảm thực vật. Gia súc có thể kén chọn khi ăn và những loài cây chúng để lại có thể áp đảo những loài khác. Lưới hái cắt tất cả chúng đi, cho phép mỗi cây đều có cơ hội phát triển. Sự sôi động của mùa xuân đã nhường chỗ cho sự yên bình. Thứ duy nhất phá vỡ nó là những con bướm kỳ lạ. Những loài gặm nhấm đã tăng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể và sẵn sàng ngủ đông. Công việc của chúng trong mùa hè đã hoàn thành. Với loài rắn Nestor thì vẫn còn một sự kiện quan trọng nữa. Không giống các loài bò sát khác, rắn Nestor đẻ con. Đây là một cách tốt để đảm bảo phát triển giống nòi ở vùng núi lạnh giá. Suốt mùa hè, con cái đắm chìm trong ánh mặt trời để ấp trứng bên trong cơ thể. Và giờ nó đẻ lên tới 15 con rắn nhỏ hoàn hảo. Ngay khi con rắn sơ sinh thoát khỏi lớp màng, nó lột da lần thứ nhất. Giờ nó đã là một con rắn Nestor độc lập, có đầy đủ răng nanh và nọc độc. Theo bản năng, những con tìm nơi nắng rọi để sưởi ấm. Giờ chúng sẽ đi săn chủ yếu là ếch con và thằn lằn. Nhưng có những năm, mùa đông đến trước khi chúng có thể tìm thức ăn. Khi đó, chúng phải ngủ đông với cái bụng đói và đợi tới năm sau để ăn bữa đầu tiên. Ban ngày dần ngắn lại rõ rệt.
Giờ đây, những cây thông trở thành nơi gặp gỡ đông đúc. Loài cây này sống ở độ cao có thể lên tới 2.800 mét và chúng có thể cao tới 30 mét. Nó có thể sống tới hàng thế kỷ và trước 50 năm tuổi thì chúng không tạo quả. Khi quả thông chín, một loài chim có tên là bổ hạt đến để thu hoạch chúng. Nó rất cố gắng để đập vỡ được quả thông. Bên trong có những phần thưởng hậu hĩnh. Mỗi quả thông chứa hàng tá những hạt đầy dưỡng chất. Những con chim cũng giúp phát tán hạt thông. Chim bổ hạt đang ăn lấy ăn để, nhưng chúng cũng không quên tích trữ hạt để ăn dần vào mùa đông. Đôi khi chúng thường quên những nơi cất giấu, và tình cờ chúng đã giúp cho việc trồng những cây thông mới. Những con chim này luôn cảnh giác và nhanh chóng phát hiện có kẻ đột nhập. Chúng sẽ kêu lên để báo động tất cả những loài vật xung quanh trước khi chuyển sang cây khác. Đến tháng 9, những ngọn núi cuối cùng cũng bình yên trở lại. Gia súc đã quay lại thung lũng bên dưới và trồn thì đã về tổ. Quạ đi tìm những hạt và quả chín. Đây là vùng đất của chúng và loài chim thông minh này biết những nơi tốt nhất để kiếm ăn. Giờ đây, sương mù bàng lảng đã bám lấy các sườn núi và che khuất đi phần đỉnh. Vào thời điểm này, dạng núi nóc lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ. Nhưng giờ đây, có phần tạo ra màu sắc rực rỡ, đó là lá của những bụi cây. Tuy nhiên, quang cảnh tuyệt đẹp đó chẳng kéo dài lâu. Đợt băng tuyết đầu tiên đã phủ lên những cành cây một màu trắng. Đó chính là tín hiệu cho giây phút quan trọng nhất năm của Nai Đực. Mùa giao phối, đã đến lúc chiến đấu vì những con cái. Với loài quạ, giờ cũng là lúc để mở tiệc ăn mừng. Những cuộc chiến của Nai Đực có thể gây nên mất mát, và giờ cũng là mùa săn bắn. Những con nai bị thợ săn bỏ lại thu hút hàng tá chim từ cách đó hàng km. Quạ hiểu rõ ý nghĩa của tiếng súng, và khi những phát súng đầu tiên nổ, cũng là lúc chúng đi tìm thức ăn thừa. Giờ là cơ hội cuối cùng trong năm để chúng tranh thủ ăn.
Khi lá thông chuyển vàng, có nghĩa là mùa đông đã tới sát đây rồi. Sau một đêm, đợt tuyết đầu tiên bao phủ những đỉnh núi, một lớp trắng lấp lánh mỏng manh. Sức nóng mặt trời đã quá yếu để có thể làm nó tan chảy. Cái lạnh dần đến với thung lũng phía dưới và bao phủ mọi thứ bằng một lớp chăn tuyết dày. Giờ cách duy nhất để vượt qua cánh đồng tuyết là ủng đi tuyết hoặc ván trượt. Những người trông coi phải leo lên chỗ cao hơn để cung cấp thêm thức ăn cho động vật hoang dã. Những con nai cái đã trở về rừng. Dưới sự che chở của những tán cây, thời tiết bớt khắc nghiệt hơn và khi mùa đông qua đi, nai sẽ sinh một thế hệ mới. Trong vòng 6 tháng tới, màu xanh dịu mát của những đỉnh núi biến thành một màu trắng nhức mắt nhưng tuyệt đẹp. Đây là một nơi diệu kỳ, một vùng thiên nhiên hoang dã có cảnh quan như trong cổ tích. Một vài loài động vật rắn giỏi nhất vẫn có thể tìm thấy chút thức ăn khi gió thổi tuyết bay đi. Nhưng chắc chắn, khi màn đêm buông xuống, mặt trời rồi cũng sẽ quay trở lại. Và đỉnh núi trước ngưỡng cửa thiên đường này cũng sẽ hé lộ dưới lớp tuyết để một lần nữa phô bày màu xanh tuyệt đẹp.